chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán có cái diện tích trên sổ chỉ từ 30 mét vuông trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Thì hôm nay em đang đứng trước một dự án mới của bên công ty em. Vị trí của cái dự án này là xây dựng 4 căn, vị trí ở tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại em đang đứng rất gần với cái dự án này rồi. Mọi người có thể quan sát luôn là từ cái em đang đứng ở đây ạ. Đây chính là cái đường ô tô đi vào của cái dự án này. Và bây giờ là em mời mọi người đi theo em từ cái dự án này nhé. Dự án 4 căn này của bên em đây, mọi người có thể quan sát đường đi ra ô tô rất gần và ngõ trước nhà là 2,5 mét mọi người ạ. Đó. Một cái căn nhà này là có cái diện tích chào diện tích là 35 m², xây dựng là 4 tầng và có giá chào bán là 1,350 triệu đồng. Xung quanh của cái dự án này, vị trí căn nhà này rất là gần chợ, gần trường học, gần trường mầm non, trường tiểu học, gần phường, gần trạm, gần tất cả những cái mà áp dụng cho cái sinh hoạt hàng ngày thì đều rất là gần, rất là tiện. Sau em mời mọi người đi vào tiến vào căn nhà cùng em nhé. Đây là căn nhà, một trong 4 căn nhà của dự án bên em, diện tích là 35 m². Em hiện tại đang đứng ở phần cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng 2 lớp. Lớp bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp thứ hai là cửa kính, cửa nhôm kính, rất là an toàn và chắc chắn. Tiếp tới mời mọi người vào phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách của ngôi nhà thì hiện tại cái thời điểm này nhà bên em vẫn đang là vào sơn nước cuối cùng nữa, cho nên là mọi người có thể nhìn thấy luôn là hơi bừa bộn một chút nhá. Đây là phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách của ngôi nhà là được trang bị đầy đủ hệ thống đèn led trần thạch cao cũng như là lắp đầy đủ hết điện rồi ạ. Phía bên trong này là phòng bếp của ngôi nhà đây ạ. Vẫn còn đang là chưa sơn. Mọi người có thể nhìn thấy luôn vẫn đang là chưa sơn. Đây là tủ bếp của căn nhà này. Tủ bếp này được làm bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi nha mọi người ơi. Đây ạ. Mọi người có thể nhìn qua một chút. Rất là đầy đủ công năng. Phía đây là để trống để mọi người có thể về lắp hút mùi. Và bên dưới là đặt bếp đã khoan chờ sẵn rồi ạ. Bếp được lắp đặt đầy đủ chậu rửa bát cũng như là vỏ chậu. Cái vật liệu làm lên cái vỏ chậu này nó là hàng inox 304 ạ. Tiếp tới em mời mọi người lên tham quan tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà này là có một nhà vệ sinh ạ. Trong nhà vệ sinh của tầng 1 này thì là có máy bơm nước tổng dành cho toàn bộ ngôi nhà nha mọi người. Mời mọi người lên tầng 2 theo em nhé. Tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế là gồm 2 phòng ngủ. Hai phòng ngủ ạ. Đây là phòng nhất. Có cửa sổ ở đây, hướng ra phía cầu thang. Rất là thoáng. Đây ạ. Phòng có thể thế luôn nhé. Em mời mọi người sang phòng thứ hai. Phòng thứ hai đây ạ. Phòng thứ hai của cái căn nhà này rất là thoáng. Cửa sổ lấy ánh sáng vào trời cũng được thiết kế hai lớp để chống trộm này, rất là an toàn với lại trẻ nhỏ này.
toàn bộ thiết bị đầy đủ cũng như là trang trí trần thạch cao, có ống chờ điều hòa đây ạ, ống và dây chờ điều hòa rồi. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Đây, tầng 2 của ngôi nhà là gồm một phòng vệ sinh trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh gồm bồn cầu, lavabo, vòi xịt cũng như là gương, bộ sen tắm rất là đầy đủ đúng không ạ? Em mời mọi người lên tầng 3 cùng em nhé. Tầng 3 cũng như thế ạ. Tầng 3 cũng tương tự như tầng 2 gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Cùng hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây ạ. Phòng ngủ rất là rộng. Rất là rộng mọi người ơi và đầy đủ ánh sáng như là lấy ánh sáng không khí vào trong ngôi nhà này nhé. Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế rất là thoáng, rất là mát. Đó, mọi người có thể nhìn thấy ở đây là ban công. Là ban công, mọi người có thể trồng rau, trồng hoa, cây cảnh. Thực ra ở đây là còn một làm chuồng cọp nữa. Nhưng mà tại vì là em đang quay cái thời điểm đang hoàn thiện cho nên là chưa làm lên thôi ạ. Còn đây chủ đầu tư có làm chuồng cọp lên nha mọi người. Mọi người có thể nhìn xung quanh này, rất là nhiều nhà cao tầng, rất là thoáng. Ở phía trước của ngôi nhà, đây là vị trí để máy giặt. Để máy giặt nha mọi người. Phía đây ạ. Phía đây bên trước này đã làm chuồng cọp rồi. Là mái tôn cũng như là xung quanh đều là sắt ạ, đều là sắt hộp. Cho nên là mọi người yên tâm nhé. Em xin nhắc lại cái vị trí của ngôi nhà này là nằm ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái thực trạng là ở ngoài Hà Nội, ở trung tâm Hà Nội rất là ngột ngạt và ô nhiễm thì cái không gian sống cũng như là cái vị trí căn nhà này cũng là một nơi rất là lý tưởng để cho mọi người có thể ở cũng như là để trải nghiệm. Nhưng mọi người, cái giá chào bán thì rất là rẻ thôi, chỉ có 1.350.000.000 đồng là đã có thể về ở ngay rồi. Bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Tất cả những căn nhà này đều đã có sổ đỏ riêng biệt chính chủ và bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình ạ. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983013403 hoặc 0888041444. Video của em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.